Tại sao người càng lắm tiền càng khiêm tốn, còn người ít tiền thì lại thích khoe khoang? Xã hội bây giờ, người càng nhiều tiền càng khiêm tốn, còn người càng không có tiền thì lại càng thích khoe khoang. Khoe của thì được khen, thành thật lại bị người chê, dẻo miệng được quý mến, còn làm việc tốt thì mệt mỏi. Người không có tiền thì nói người có tiền số sướng, người dẻo miệng thì nói người chỉ chăm chăm làm việc là ngốc nghếch. Người không có tiền thì giả vờ như mình có rất nhiều tiền, còn người có nhiều tiền thì lại giả vờ như mình rất nghèo khó. Xã hội bây giờ, nhiều người ăn mặc sành điệu, lúc nào cũng thích thể hiện mình giàu có, nhưng thực ra trong túi lại chả có đồng nào. Còn hầu hết những người giàu có lại ăn mặc rất bình thường, nói chuyện rất khiêm tốn, lịch sự, sống rất tiết kiệm, không lãng phí, không tiêu tiền phung phí. Xã hội bây giờ nếu chúng ta chú ý quan sát sẽ thấy, càng những người có tiền, có năng lực, họ lại càng không thích khoe khoang. Họ chỉ chăm chỉ làm công việc của mình, rất khiêm nhường, bởi họ biết rằng năng lực sẽ nói lên tất cả. Bên cạnh đó, những người khác không có năng lực, họ càng muốn thể hiện khả năng của mình thông qua sự hào nhoáng bên ngoài và những lời chém gió. Thật ra, những người thật sự hạnh phúc, họ không cần phải đi khoe khoang làm gì. Con người càng tự ti về điều gì, càng muốn che giấu đi điều đó, và càng thích khoe khoang về cái gì, chứng tỏ họ càng thiếu về cái đó. Bởi vì họ thiếu cảm giác an toàn trong tâm, nên họ mới không ngừng dựa vào vật chất để làm vỏ bọc cho cái đầu và trái tim trống rỗng của mình. Người càng giàu có, họ càng không thích thể hiện. Họ rất tôn trọng những người dùng sự nỗ lực để thay đổi cuộc sống của bản thân, bởi họ hiểu được rằng tất cả những gì họ đang có được kỳ thực là lấy từ người khác. Trong cuộc sống, có những người rõ ràng là không có tiền, nhưng lại thích thể hiện mình giàu có. Có thể trong ánh mắt ngưỡng mộ của người khác, họ có được cảm giác tự hào, nhưng còn trong ánh mắt những người không có tiền mà thích thể hiện, ngay cả bản thân họ cũng tự xem thường bản thân mình, sợ người khác biết sự thật về hoàn cảnh của bản thân mình. Thực chất, không phải họ sợ người khác xem thường họ, mà ngay từ đầu, chính họ cũng tự xem thường bản thân mình. Bởi họ có tự xem thường bản thân mình mới nghĩ người khác cũng nghĩ như vậy. Sợ người khác khinh mình nghèo khó nên coi thường mình. Làm người cần phải khiêm tốn luôn khiến bạn được người khác tôn trọng và khiêm tốn luôn khiến cho người ta cảm thấy an tâm. Sau đây là một bài học từ người thành công về cách quản lý cá nhân để trở thành một người giàu cả về tiền bạc và tri thức. Bằng cách chi tiêu khôn ngoan này, Franklin đã tạo ra tương lai cho chính mình, từ một người chỉ được đi học vài năm trở thành một tác giả sách, nhà khoa học và nhà ngoại giao nổi tiếng thế giới. 1. Hiểu giá trị thực tế của mọi thứ. Khi còn nhỏ, Franklin đã học bài học đầu tiên và quan trọng nhất về tài chính cá nhân. Lúc 7 tuổi, Franklin không thấy một đứa trẻ khác chơi, thổi còi và bị âm thanh của chiếc còi thu hút. Franklin đã quyết định đưa hết số tiền mình có cho cậu bé kia để đổi lấy chiếc còi. Franklin sung sướng khi có món đồ chơi mới và cậu thổi còi khắp nhà. Niềm vui ngắn khi anh chị của ông phát hiện ra và nói cho Franklin biết rằng mình đã chi gấp 4 lần giá trị thực của chiếc còi. Franklin nhớ lại nỗi buồn khi bị khiển trách còn lớn hơn niềm vui mà chiếc còi mang lại. Nhưng Franklin đã học được một bài học vô giá từ sai lầm tuổi thơ của mình. Những lúc cực kỳ muốn mua một thứ gì cần thiết nào đó, ta lại tự nói với bản thân đừng trả giá quá cao cho chiếc còi và ta tiết kiệm được tiền. Khi ta lớn lên, ta có thể thấy rất nhiều người đã trả giá trị đắt cho những chiếc còi của họ. Một kẻ nịnh bợ đầy tham vọng, hy sinh thời gian để dự những bữa tiệc chiêu đãi, hy sinh sự nghỉ ngơi, tự do, đạo đức và cả bạn bè mình để đạt được mục đích. Đó cũng có thể là một người khao khát được nổi tiếng, liên tục tham gia vào những sự kiện chính trị huyên náo, bỏ mặc đời sống cá nhân để rồi hủy hoại nó bởi chính sự thờ ơ của anh ta. Rồi đó là một kẻ bủn xỉn, từ bỏ mọi tiện nghi sống, niềm vui, sự tôn trọng của những người xung quanh và cả niềm vui của tình bạn chỉ vì mục đích tích lũy tài sản. Đó cũng có thể
là một người thích chăm chút vẻ bề ngoài, thích quần áo đẹp, thích nhà cao cửa rộng, nội thất hào nhoáng để rồi phải gánh lấy những món nợ và chấm dứt sự nghiệp trong tù. Lúc đó ta thốt lên, anh ta đã trả một cái giá vô cùng đắt cho chiếc còi của mình. Phần lớn bất hạnh của loài người bắt nguồn từ những tính toán sai lầm của họ về giá trị thực của sự vật, từ sự việc họ đã trả giá quá cao cho những chiếc còi của mình. 2. Tính tự lập. Ban đầu, cha của Franklin mong ông vào nhà thờ, nhưng sau đó lại quyết định rằng Franklin sẽ tiếp bước mình và trở thành thợ làm nến. Nhưng Franklin không thích nghề này vì lo sợ ông sẽ bỏ nhà đi biển. Cha của Franklin đã dẫn ông đi quan sát những người thợ khác làm việc với hy vọng rằng Franklin sẽ hứng thú với một nghề nào đó. Mặc dù Franklin không trở thành một người thợ nề hay thợ mộc, trải nghiệm này đã giúp ông nhận thức được tinh thần tự lực cánh sinh. Thiên hướng tự lực cánh sinh của Franklin khiến ông học cách tự nấu ăn và quan trọng nhất là tính tự lập đã giúp thúc đẩy sự nghiệp in ấn của ông. Và lúc bấy giờ, ở Mỹ vẫn chưa có xưởng làm ra mẫu in chữ, vốn là thứ rất cần thiết trong in ấn. Thay vì mua sắm thiết bị từ Anh và chờ nhận hàng, Franklin đã chủ động làm ra khuôn đúc mẫu chữ đầu tiên tại Mỹ. Ông cũng tự làm bảng khắc gỗ, mực in, các họa tiết bằng đồng, những thứ khác. Franklin tin rằng học cách tự lập không chỉ giúp ta tiết kiệm tiền bạc mà còn mang lại niềm vui lớn hơn nữa. Con người không có được nhiều hạnh phúc từ sự giàu có bằng niềm vui nhỏ hàng ngày. Vì vậy, nếu bạn dạy cho một chàng trai nghèo cách tự cạo râu và để dao cạo ngăn nắp, bạn sẽ giúp anh ta cảm thấy hạnh phúc hơn so với việc trao cho anh ta 1.000 đồng. Anh ta sẽ sớm tiêu hết món tiền đó và chỉ còn lại sự hối tiếc khi đã phung phí tiền bạc một cách ngu ngốc. Ngược lại, anh ta có thể thoát khỏi phiền toái khi phải chờ đợi người thợ cắt tóc, chịu đựng những ngón tay dơ bẩn, hơi thở hôi hám và những chiếc dao cạo cùn. Hàng ngày, anh ta có thể tự cạo và tận hưởng niềm vui với chiếc dao cạo tốt. 3. Đầu tư cho bản thân. Nếu bạn muốn có nhiều thời gian và tiền bạc hơn, thì bạn cần phải đầu tư tiền bạc cùng với thời gian vào bản thân. Thay vì phung phí thời gian và tiền bạc vào những cuộc vui chóng váng, hãy đầu tư vào những việc giúp bạn cải thiện sức khỏe, các mối quan hệ, tri thức và sự nghiệp, rồi bạn sẽ gặt hái những lợi ích to lớn trong tương lai. Franklin đã đầu tư vào bản thân bằng cách trở thành một mọt sách. Ông dùng tất cả tiền bạc và thời gian rảnh rỗi vào việc tích lũy tri thức. Bằng cách chi tiêu khôn ngoan này, Franklin đã tạo ra tương lai cho chính mình. Từ một người chỉ được đi học vài năm trở thành một tác giả sách, nhà khoa học và nhà ngoại giao nổi tiếng thế giới. 4. Kết bạn với những người có chung tầm nhìn, mục tiêu. Khi Franklin bắt đầu làm trong ngành in và sống ở London, ông giao du với một người bạn tên là Jim Rapp. Trong khi Franklin chăm chỉ làm việc tại xưởng in, thì Rapp đến London không có một xu dính túi. Thất bại khi nộp đơn xin việc làm, hắn mượn tiền của Franklin để sống qua những ngày tháng thất nghiệp. Tình bạn rốt cuộc đã nhạt dần. Rapp cũng chưa từng trả lại Franklin khoản tiền 27 bảng Anh mà hắn nợ. Franklin hồi tưởng lại rằng đó là một khoản lớn mà tôi trích từ đồng lương ít ỏi của mình để cho anh ta mượn. Sau trải nghiệm này, Franklin trở nên thận trọng hơn trong việc chọn người để giao thiệp. Sau này, ông chỉ tìm kiếm những người có cùng giá trị cao với mình và tạo thành những nhóm phát triển bản thân. Ở nhóm này, ông và những người bạn có thể thách thức ý tưởng của nhau, giúp nhau nâng cao tư duy và bồi dưỡng tâm hồn. 5. Đừng đánh đổi tính chính trực vì tiền bạc. Mặc dù Franklin có tham vọng vươn lên, nhưng ông không sẵn sàng đánh đổi sự chính trực của mình để thực hiện mục tiêu đó. Đối với Franklin, không được phục vụ và phụ thuộc vào lối sống xa hoa đến mức sẵn sàng làm mọi thứ để duy trì lối sống đó. Tư tưởng này được thể hiện rõ trong hồi đáp của Franklin đến một người muốn trả tiền để đăng bài của mình trên tờ báo làm chủ biên. Tôi đã đọc rất kỹ bài của ông và tôi cảm thấy rằng nó rất thô tục và mang tính phỉ báng. Để quyết định có bài đăng này không, buổi tối tôi về nhà, mua một ổ bánh mì tại tiệm bánh và uống nước máy
để kết thúc bữa tối. Sau đó tôi quấn mình trong một chiếc áo khoác to rồi nằm trên sàn nhà ngủ đến sáng. Khi ngủ dậy, tôi lại ăn sáng bằng một ổ bánh mì khác và một cốc nước. Với chế độ ăn uống này, tôi không cảm thấy bất tiện chút nào cả. Nhận ra mình vẫn có thể sống với điều kiện như vậy, tôi quyết định là sẽ không bán rẻ tờ báo của mình cho những mục đích xấu xa và lạm dụng bài đăng kiểu này để sống thoải mái hơn. 6. Cần mẫn và nhẫn nại là cách để làm giàu. Hãy chăm chỉ trong bất cứ việc gì mình làm và không sao nhãng bởi bất cứ dự án làm giàu nhanh chóng điên rồ nào. Tính cần cù và nhẫn nại chính là những cách làm giàu chắc chắn nhất. Thành công của Flanin không đến sau một đêm. Ông đã phải mất một thập kỷ để trở thành nhân viên tập sự trong xưởng in, rồi tự mở xưởng của riêng mình để kiếm lời. Trong suốt những năm tháng đó, ông đã sống khắc khổ và làm việc cần mẫn hơn rất nhiều so với bất cứ đối thủ nào. Do đó, ông khuyến khích những người khác thực hiện hoài bão của họ bằng nỗ lực và nhẫn nại. Ông không xem trọng những chiêu trò làm giàu nhanh chóng vốn phát triển vào thời đó. 7. Thời gian là tiền bạc. Cuốn sách này giá bao nhiêu? Một người đàn ông cất tiếng hỏi sau một hồi do dự trước cửa tiệm trong tòa báo của Flandin. 1 USD, người thương nhân đáp. 1 USD, vị khách lặp lại lời. Tôi có thể trả ít giá hơn đó hay không? Giá sách là 1 USD, nhân viên thương nhân đáp. Vị khách đó lại nhìn lướt qua quyển sách được giảm giá một hồi lâu, rồi lại cất tiếng tiếp hỏi, ông Flanlin có ở đây không ạ? Có ạ, ông ấy đang rất bận rộn công xưởng in, người thương nhân trả lời. Vậy à, tôi muốn gặp ông ấy, vị khách cương quyết yêu cầu. Khi Flanlin được gọi ra, vị khách nọ hỏi rằng, ông bán cuốn sách này với giá thấp nhất là bao nhiêu, ông Flanlin? 1 USD và 25 xu, Flanlin đáp. 1 USD và 25 xu ư? Sao lại vậy? Lúc nãy người thu ngân chỉ nói với tôi là 1 USD thôi mà. Đúng thế, và tôi sẵn sàng không nhận 1 USD đó thay vì bị gián đoạn việc mình đang làm, Flanlin đáp. Vị khách có vẻ bất ngờ, nhưng để đạt mục đích của mình, ông ta yêu cầu, nào hãy cho tôi biết giá thấp nhất của cuốn sách này. 1 USD và 50 xu, Flanlin trả lời. 1 USD và 50 xu ư? Chính ông vừa ra giá 1 USD và 25 xu cơ mà, Flanlin điềm tĩnh trả lời. Đúng, lẽ ra ông nên chấp nhận mức giá đó thay vì 1 USD và 50 xu như bây giờ. Vị khách lặng lẽ đặt tiền lên quầy, lấy cuốn sách rồi rời khỏi tiệm. Ông ta đã học được một bài học hữu ích từ việc bậc thầy về nghệ thuật chuyển đổi thời gian thành của cải. Thời gian là tiền bạc, Flanlin là người đầu tiên truyền bá câu nói nổi tiếng này. Ông hiểu rằng sử dụng thời gian thông minh là điều cần thiết để làm giàu. Khi càng giàu có thì bạn càng có nhiều đam mê được tự do theo đuổi. Bởi làm việc cực siêng năng, Flanlin đã có thể nghỉ hưu ở tuổi 42, dành nửa quãng đời còn lại để làm bất cứ điều gì mà ông mong muốn. 8. Tích góp tiền bạc là phương tiện để đạt được mục đích cuối cùng. Với nhiều người không hiểu nhiều về tiểu sử của Flanlin, có thể cho rằng Flanlin chỉ là một người kiểu cách, một nhà tư bản hám lợi, ki bo, chỉ biết suy nghĩ đến tiền bạc, nhưng điều đó hoàn toàn không đúng. Đối với Flanlin, mưu cầu vật chất chỉ là một phương tiện để thực hiện mục đích lớn nhất của cuộc đời. Mục đích đó chính là được thoải mái đọc sách, học hỏi, thử nghiệm và trò chuyện với những người đáng kính. Việc Flanlin nghỉ hưu sớm đã thực sự đem đến rất nhiều lợi ích cho loài người, bao gồm sự ra đời của nhiều phát minh mới giúp cải thiện cuộc sống của nhiều người và có công lao trong việc hình thành một quốc gia mới. 8 quy tắc bất di bất dịch cần phải khắc cốt ghi tâm khi vay tiền và cho vay tiền. Đời người khó tránh khỏi hai kiểu đi vay và cho vay. Theo lẽ tự nhiên, có vay thì có trả. Dân gian có câu nói truyền miệng rất hay, đó là tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát. Câu này có ý nghĩa là dù yêu quý nhau đến cỡ nào thì vẫn nên minh bạch trong vấn đề tiền bạc. Tiền bạc là mồ hôi, là công sức lao động của mỗi người. Nếu vì yêu quý nhau, thân thiết nhau mà lợi dụng tiền bạc của nhau thì đến một ngày tình cảm cũng bị sứt mẻ. Ngay cả anh em ruột thịt
vẫn cần phải rõ ràng về vấn đề tế nhị này. Khoản nào vay thì rõ là vay và cần phải trả với tấm lòng biết ơn. Khoản nào cho, biếu hay tặng thì người cho không nên đòi hỏi người nhận một ngày nào đó trả ơn, mà hãy vô tư theo cách cho đi hạnh phúc chính là mang lại hạnh phúc cho mình. Còn phía người nhận thì bắt buộc không bao giờ được quên ân tình đó, bởi món nợ đó không đơn thuần là nợ vật chất mà đó là nợ ân nghĩa. Hai chữ tình và tiền, nhất là chữ tiền, nó ảnh hưởng rất lớn trong cuộc sống. Người nghèo không làm đủ tiền thì phải đi vay rồi bị người ta khinh. Người làm dư giả tiền thì lại hay bị người ta vay rồi sợ không cho bạn mượn có thể mất bạn. Không cho bạn mượn tiền có thể mất bạn và mất luôn cả tiền. Bởi vậy, để tránh tình trạng kẹt giữa, cả người đi vay và người cho vay đều phải nhớ 8 quy tắc sau. 1. Suy nghĩ trước khi đi vay và cho vay. Đối với người đi vay, đây là vấn đề trước tiên mà bạn cần phải làm sáng tỏ với chính bản thân mình. Bạn muốn mua một chiếc smartphone mới, sắm vài bộ quần áo đắt tiền hay phải chi trả cho một khoản nợ sắp đến hạn. Hãy xem xét chúng có thật sự cần thiết ngay lúc đó hay không. Vay mượn cũng chẳng tốt hơn ăn mày là bao. Tốt nhất không quá bí thế thì đừng vay, hãy tìm nhiều cách để có tiền. Đối với người cho vay, một đồng khi đói bằng một tỷ khi no. Đừng sợ mất bạn nữa, cứ cho bạn mượn. Nếu là người bạn tốt, họ nhất định trả và coi như ta đã xây dựng được một mối quan hệ tốt. Còn người giả dối, đi là đi khuất mắt luôn. 2. Phân quyền khi cho vay mượn. Đối với người đi vay, thời buổi này khi bạn rơi vào tình cảnh khó khăn, việc gì khó nhất chẳng phải vay tiền rất là khó đó sao? Thế nên, người có thể cho bạn vay tiền nhất định là quý nhân của bạn. Bởi vậy hãy tôn trọng họ, tìm cách trả nợ càng sớm càng tốt và khi họ lên tiếng nhất định phải trả ngay. Thù không cần trả, nhưng ơn thì nhất định phải trả. Người sẵn sàng cho bạn vay tiền không phải vì họ nhiều tiền, cũng không phải vì họ ngốc, mà là bởi ở đó thời khắc họ đã cho rằng bạn quan trọng hơn tiền. Đối với người cho vay, hãy để cho người ta biết bạn xứng đáng là người bạn tốt. Khi thấy bạn khó khăn, họ tự nguyện giúp đỡ bạn, không phải do nợ bạn cái gì mà do thực sự họ coi bạn là bạn. Đừng khoe khoang tiền bạc của bạn. Khi người chết đi rồi, tiền cũng chỉ là giấy. Đừng khoe khoang nhà cửa của bạn, người đi rồi, nhà sẽ trở thành cái tổ của người khác. Cũng đừng khoe khoang xe của bạn, người đi rồi, chìa khóa sẽ do người khác giữ mà thôi. 3. Tinh thần khi vay mượn. Người đi vay, hãy chủ động thanh toán tiền, vì chủ động trả tiền không phải do ngu ngốc lắm tiền, mà vì thể hiện bạn cũng coi bạn bè quan trọng hơn tiền bạc. Sống một đời người, có người sẵn sàng vì bạn mà bỏ tiền ra cho họ vay, đó gọi là hạnh phúc, hãy biết đủ. Có người tình nguyện cho bạn vay tiền, đó gọi là sự hỗ trợ lớn lao, chớ đừng quên. Người cho vay, nếu người ta gặp nhau trong kiếp này, gọi là duyên phận. Vậy thì người với người sống chung được với nhau đều dựa vào chân thành và tín nghĩa. 4. Đừng mượn quá nhiều lần. Người đi vay, bạn không phải là ba mẹ hay vợ chồng của người ta, nên một khi đã được người ta giúp, bạn phải hiểu đó là tình cảm, không phải là bổn phận. Nếu vay mượn quá thường xuyên thì dù thương yêu cỡ nào cũng khó mà chịu đựng được. Người cho vay, đừng cho vay và quỳ đòi nợ. Cách tốt nhất là hạn chế cho vay tiền cho những người không có mục đích chính đáng. 5. Trách nhiệm ngay lúc vay mượn. Đối với người đi vay, bạn cần phải chứng minh khả năng chi trả và thời hạn chi trả rõ ràng. Đôi khi, việc ký giấy tờ thỏa thuận vay mượn là điều cần thiết trong việc thể hiện sự minh bạch và ràng buộc trong các con số, thời gian, điều kiện. Bạn sẽ phải đối mặt với việc được yêu cầu ký kết để xác nhận bạn có vay tiền. Đối với người cho vay, bạn cần xem xét người vay đó có mức độ thân thiết với bạn như thế nào. Họ có đủ khả năng để trả lại khoản vay cho bạn không và cần biết lịch sử vay của người đó đã quỵt nợ hay trả chậm nhiều chưa, và cần phải biết mục đích vay của họ. Đôi khi cũng cần yêu cầu họ ký giấy ghi nợ để có tính minh bạch. 6. Có lên kế hoạch trả nợ. Với người đi vay, hãy tính toán khoản tiền vay so với khả năng kiếm tiền để đưa ra thời hạn cụ thể. Với người cho vay, dựa vào các điều kiện của người vay ở trên
bạn hoàn toàn có thể tính toán được kế hoạch trả nợ, có khả năng thì không. Nếu có khả năng sẵn sàng cho mượn, không nghi ngờ, ngược lại thì từ chối trước khi hối hận. 7. Sau khi vay, người cho vay tiền khi bạn gặp khó khăn không phải là người ta lắm tiền mà là muốn giúp bạn một tay, và cho vay mà còn không đòi hỏi điều gì là quý nhân trong số quý nhân. Hãy sẵn sàng cầu chúc cho họ điều tốt lành. Người cho vay, qua thời gian bạn có thể nhận ra bạn của mình đã giữ chữ tín, hãy vui vì điều đó và duy trì mối quan hệ. 8. Tương lai của vay mượn. Người đi vay, người ta đã không ngần ngại khi rút tiền trong ví cho bạn vay, thì mai sau họ có khó khăn, nhất định phải giúp đỡ tới nơi, tới chốn, tới hơi thở cuối cùng. Người cho vay, người đi vay tiền, không phải người túng thiếu, mà chỉ là họ muốn nhiều hơn thứ họ đang có, mà bạn cũng có thể một ngày nào đó cần thứ khác từ họ, nên đừng khinh thường họ nhé.